Rồi mẹ chồng á, lúc không có tiền á, thì bà đối xử khác, có tiền thì bà đối xử với mình khác. Ừ, khác là khác sao vậy? Khác như là hồi đó về á, thì còn biết con dâu, biết này kia, rồi tới chừng có tiền rồi bà chỉ soi bói gì tiền không, rồi chị mới thấy gì theo kia nói với anh Trường, kêu anh Trường ơi ra riêng, không có tiền thì được, có tiền đối xử với chị được lắm, còn lúc có tiền lên thì sợ chị, trong ý họ muốn sợ chị lấy ba của cải đi gì, ngày đuổi chị đi phải không, rồi cái chị còn trong phòng chưa kịp đi đó là hối chị đi, rồi xe dù phá xe đâu phải giữ, dù phá nhà đâu phải giữ, giữ cẩn thận, À, ý là có sợ nghĩa là chị lấy sao? cái xe mới mua 19 triệu đi đó, sợ mà chị không có cần đâu tiếng chị mấy vụ đó trời trời Có nghĩa là cái ngày mà chị đi là gia đình là cất hết tất cả là cầm trong tay hết hả? cắt cầm trong tay hết, sợ chị lấy. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại nhà chị Trang U50 các bạn. Thì mình có nghe thông tin nữa, thì giữa chị Trang cũng như chồng U30 của chị và gia đình chồng của chị ấy, có cự lộn, gây lộn gì đó. Thì mẹ chồng có đuổi chị Trang đi và chị Trang đã về nhà rồi các bạn. Thì mình muốn tới để xem cái tình hình, cái câu chuyện như thế nào để chia sẻ cho mọi người cùng biết về câu chuyện chị Trang bị mẹ chồng cũng như chồng đuổi các bạn. Con chào bà. Chị Trang đâu rồi bà? Hello chị, đang làm gì đây? Trang đi thay đồ. Là chị Trang về lúc mấy giờ bà? Về hôm qua hả? Không nhớ nữa chứ. Có nghĩa là về hôm qua Vì chứ hôm không qua không là không Vì hôm không qua là cũng 7-8 giờ rồi. 7-8 giờ hả? À, rồi Ở đâu rồi. cha? 4 giờ chiều về 4 giờ nha. chiều hả? À. Không nhớ nữa. Rồi 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 mình thấy bà thấy con về thì bà có nói gì không? Không thì về bà cũng không nói gì hết Dạ, ý là trơn. bây giờ bà thấy ví dụ như con thì mới mới giống kiểu là mới gặp nhau, mới quen nhau, mới cưới vậy mà về thì bà có buồn không? Cũng buồn tuổi cho con. Dạ. Nó số phận của nó muốn ước nguyện được có chồng mà cho yên nơi yên chỗ vậy đó. Dạ. Cho nó nhờ tấm thân nó mà giờ có duyên mà không có nợ thì giờ hai đứa nó vậy quà cũng biết nó sao giờ. Dạ. Mà chung khi nó về đó thì bà Xuân Xuân vẫn cũng không có điện nói với cô một tiếng nào của gì sao À, sao chứ cái ông bà xui cũng không không điện cũng không 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 điện nói không nói tiếng gì hết trơn. gì. Rồi cô mới về hỏi chứ lý do làm sao, lý do làm sao mà con về, thì nói thì con cũng nói rồi mẹ ơi mẹ mượn con số tiền đó mẹ cho con, rồi nói tao không có mượn mày, tao mượn con tiếng cho ăn tiếng này chứ tao không mượn của mày, rồi con nói vậy rồi hỏi làm sao. Rồi tự con gì hả gì nó bả đuổi con, bả kêu con bả đuổi con ở con gì à, còn con lại gần nhà gì gì năm gì đó, rồi dĩ cho ăn cơm, rồi con văng võng nằm ở ngoài hàng Bạch Đằng á, con nằm từ sáng tới giờ, rồi anh Tiến chú Tiến chú có nói với con kêu con mướn nhà trọ ở đi, rồi để chú Tiến sắp xếp rồi chú Tiến xuống rồi cho tiền trả tiền nhà trọ, nói con ở đây không xứ lạ quê người, hỏi gì năm đây thì dĩ nói ở đây không ai muốn cho mướn nhà trọ hết trơn. Con thấy thì vậy thôi con về luôn dưới này, để nữa chú Tiến xuống đây rồi con trình bày. Chào chị nha. Qua nay về nhà sao rồi, tình hình sao rồi? Cho con hỏi thăm chị đấy. Về đúng em nó nói giận thì giận vậy thôi chứ chị mình bên chồng đuổi xô vậy rồi sao mà bỏ được, nó cũng cho về để ở không giờ À, nó có nghĩa không có là gì thì nó có ngủ vậy là nữa cái lúc mà chị đang ở trên đó là nằm võng ở ngoài đó là người em kêu về hả? Em tính cũng đi định chị định đi em không giờ nhà cửa đâu về về đây thì cũng đâu có chỗ ở đâu, trời nắng ở được trời mưa thì đâu ngồi không thôi tốt hơn giờ kiếm chỗ nào nương tựa chứ đâu không có đính định về đây, không bao giờ chị đính định về đây cái mà chị điện cho mẹ chị khóc nằm võng chị điện cho cưng trước, điện cưng trước rồi xong chị điện cho mẹ rồi biết làm sao giờ mẹ cái thằng em lên tiếng thằng Út như này nè, nó nói thôi bỏ đi bỏ hết tất cả đi lỡ vậy rồi cũng tại bà không à, bà ham muốn quá giờ bà chịu chịu không chịu kiếm chỗ nào đàng hoàng ở từng tuổi này lấy chồng lấy chuyện gì đâu không rồi thôi giờ lỡ rồi về đây đi chứ chị em mà sao bỏ được. Vậy là người về em là chị nói chung mới là chỉ có lúc mà ví dụ như thế nhau vào thì quay quậy xíu vậy thôi đúng không? Chứ mà rồi nói cái câu đó rồi để chị nghe thì chị mới nghe về đúng chị về liền đó, mưa gió cỡ nào chị về về không? từ đó mắc mưa từ đó về tới đây mắc mưa luôn về đây Vậy là mình mấy ô giống như cổ là chị là giống kiểu là
À, chị cũng ngại chị không muốn về là bởi không. Vì sao mọi người nói này nói kia đúng không? À, không muốn về miếng nào hết trơn, rồi nghe em mình nói vậy rồi mình chị về hôm qua giờ không có dám bước cẳng ra tới lộ, sao người ta thấy rồi sao mới có chồng mà về đây nữa, người ta hỏi cách đường nào nói nữa. À, mình tốt xấu gì mình nói ra cũng đâu ai tin đâu. Rồi nói nói bên chồng vậy cũng không ai tin. Rồi đi về đây nằm chỉ nằm buồn nằm xương suốt luôn. Không buồn thấy gì chứ buồn lắm chứ đâu phải vui sướng gì em ơi. Buồn gì lắm buồn luôn, thật lòng buồn luôn. Chứ từng tuổi này chị cố gắng thật lòng luôn, cố gắng bây giờ như thế nào chị cũng ở chứ, nhưng mà nhờ đó chị cỡ nào cỡ giờ chị lấy chồng được rồi chị cũng tu, thì chị tu 10 phần chị tu hết 9, trong đó còn chỉ một phần mà bước qua không khỏi. Tu không được. Nằm thui thủi rồi ráng cố gắng chịu đựng bên chồng như thế nào cũng ở, khó khăn nghèo khổ cỡ nào chị cũng ở chứ. Nhưng mà vậy rồi áo không được thôi giờ chị đi chứ giờ chứ đâu có sao. Nhưng mà bây giờ cho em hỏi thăm này, cái lý do chính xác là cái vấn đề gì? Chính xác thì mẹ cha thì có nhiều chồng thì đi mặn bao nhiêu thì cũng đưa cho trả hết trơn. Thì không có, chị là cũng cố gắng ở. Rồi tới chừng ngày là hai cần gần tháng mấy rồi chị mới nói khuyên chồng mặn thì phải dành dụm lại năm bát ba cắt gì hàng ngày, thì cũng từ từ cũng có tiền bệnh hoạn chị. Anh bệnh xuống không có tiền, chị em bệnh xuống tiện thôi, đói khát không có tiền đặt con heo ăn. Mà nói gì nói cũng không có được. Rồi thêm ảnh nói cái gì ra ảnh cũng học với cha mẹ cho vợ chồng nó nhỏ mà ảnh làm cho to, rồi nói cái gì cũng học ảnh cha mẹ cho gì sao sống nhất cái hai. Rồi mẹ chồng lúc không có tiền thì bà đối xử khác, có tiền thì bà đối xử với mình khác. Khác là khác sao vậy? Khác như là hồi đó về thì còn biết con dâu rồi biết này kia rồi tới chừng có tiền rồi bà chỉ soi bói về tiền không, rồi chị mới thấy gì theo kia nói với anh Trường, kêu anh Trường ơi ra riêng thì bà mới chữa lại. Bà nói bà chữa anh Trường không, mà không chữa chị chứ anh Trường nói mày vợ mới về đây kêu ra riêng mày cũng phải nói vài tiếng, có đâu mà mày ấy. Bà chữa anh Trường cái chị nghe chị cũng nóng ruột, chị mới nói là không ra riêng thôi thì ở chung thì ở, nhưng mà với tỷ anh mặn 10.000 anh đưa cha 9.000 còn 1.000 thì anh cũng phải thủ thân anh chứ, giờ anh mặn bao nhiêu năm nay đưa nhiêu hết nhiêu rồi, nhưng mà trong tiền á thêm gia đình thì không có được hà tiện nữa, cứ ngơi gia đình bên chồng chứ không có hà tiện, mặn 10.000 11.000 luôn. Không có hà tiện rồi cái đó đâu có dư, rồi tiền đâu mà sống. Rồi lỡ rồi kêu chị có bầu có con có cái, rồi lỡ rồi bệnh hoạn đủ thứ chuyện rồi sao ấy, rồi chị mới bực bội thêm, rồi thêm thằng chồng nữa. Mà về mấy ngày mới chưa được 2 tháng mà bà chồng đuổi mấy lần luôn. Mỗi lần vợ chồng cự cãi thì bà nói đi đừng ở, đi muốn đi đừng ở. Chứ ở đây mà cự hoài, con nói không có cự. Con nói nhỏ không, nếu cự là cự lớn, con nói nhỏ tại anh Trường ra học mẹ trơn chứ con không nói con cự đâu. Mỗi lần nói anh ơi chuyện này chuyện kia thì là ra học với cha mẹ. Là sau xào xáo lên. Mà chuyện anh Trường ra lên cái ba cha với mẹ mới xíu vô đó, nếu mà anh Trường đừng nói là cha mẹ đâu biết đâu, tại chị nói to với nhỏ chồng mà đâu nói lớn đâu. Rồi đêm đó đêm mà rồi sáng chị lên đây nè, chị nói vậy thôi thì anh ngủ đi em, anh ngủ đi anh đừng có mà thức, đừng có làm sùm cái cũng cỡ nói tới lưu hoài. Cái hồi cái chị ảnh giặt qua giặt lại thì chị ảnh cùng ngã vô tường hết. Bà nói bà la trời ngoài đây, bà nói trời ơi trời gì vậy. Cái anh Trường nó nói thôi con năn nỉ rồi không chịu. Bà nói không chịu thì thôi đi. Cái anh Trường mở cửa cái đụng nó thôi đi mẹ, thôi đi đừng ở. Trường nói vậy đó, có nghĩa là đang ngủ mà làm vậy hả? Vậy đó, mà lúc đó cũng hình như 9-10 giờ, 1-2 giờ, lúc đó cỡ 11 giờ 10 giờ vậy đó. Khuya rồi, cũng đó cũng khuya rồi, không khuya rồi bán đó, số là, về đó. Là bán vé số về xong hai vợ chồng vào trong phòng thì bắt đầu là giống kiểu là cái nằm ở sát vách tường đúng không? Xong bắt đầu không may mà đụng vào vách tường, nó làm cái là ý là tưởng là hai vợ chồng gây lộn. Đúng rồi. Xong bắt đầu là mới tưởng là hai vợ chồng gây lộn thì bắt đầu mới nhảy vô thì nói là giống kiểu ông bà mới chửi hả hay sao? Chửi. Ông nào nghe cha không có nói gì trơn, chỉ mẹ, còn mẹ bả làm chuyện lớn chuyện lên thôi chứ cha thì không nói. Rồi con nói ở mấy là con với vợ chồng nói qua nói lại thôi.
có gì tới mẹ đâu mà mày làm dữ vậy, mẹ không thích con ở thôi, về mới đây mà mẹ đuổi con mấy lần rồi. À, bà nói tao đuổi mày nào mấy lần, con nói cha con chuyện không giờ mà chuyện có nó không, chuyện không nó có đâu, cha nói đi bà. Cái cha nó có, bà đuổi nó bà lấy lần trước nữa, rồi bà mẹ mới nín thinh. Ủa vậy là mẹ chồng có đuổi mấy lần rồi? Mấy lần trước nữa, mấy lần mà chị phiên với em, chị tính đi lấy lần trước đó, rồi em cố kêu chị cố gắng, chị cũng cố gắng ở đó. Ở rồi tới giờ thay làm quá trời luôn, chị đi đại tới giờ cố gắng có hết được rồi em ơi. Chị cố gắng cái trong gia đình đó cố gắng hết được. Như anh Trường á thì như chị với ảnh ở luôn á thì chị sống được, chứ còn sống chung gia đình chị sống được. Có nghĩa là Trường á thì thuộc cái tiếp người là giống kiểu ai sai gì làm cái đó thôi. Đúng rồi. Gọi là chứ không có biết tính toán này, không có biết bất cứ một cái vấn đề gì. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao thì chuyện vợ chồng từ cái nhỏ đến cái lớn nó tất cả là đều đi nói lại với cha mẹ, đúng không? Đúng rồi. Không chừa lại bất cứ cái gì hết, cái gì cũng nói với cha mẹ. Nói gì cũng nói chứ, bất cứ chuyện gì cũng nói chứ. Mà chị nói nhỏ là anh học cha mẹ, bằng không học hồi sáng cũng phải học. Không học trong đêm đó sáng cũng học. Còn ngoài ngày anh đi bán số gì là được 5-10 phút nằm bên nhau nói chuyện to nhỏ, cũng ngồi vậy nói chuyện, nó học với mẹ. Cái gì cũng nói. Là tất cả cái chuyện gì có liên quan đến hai vợ chồng là đều nói lại cho chị mẹ. Chị nói hết luôn. Chuyện rồi gì đi làm nói. Về được bao nhiêu là đưa hết cho cha mẹ. Đưa hết luôn. Mặn bao nhiêu đưa hết luôn, mặn ngày 300 cũng đưa hết, 200 đưa hết, rồi bán số ngày 200-300 cũng đưa hết. Không có giữ trong mình được 10.000, 5.000 chưa có làm 10.000. Rồi chị sống đó, chị sống được gì để nắm sống năm này qua năm kia. Rồi á, rồi chị tỉ, chị mua thứ này thứ kia rồi tiền đâu chị mua. Đừng bà cũng phải có tiền 500-300 cho mình chứ em. Đó chị về giờ chị có đồng bạc đâu, nhờ cưng đưa 5 triệu nhưng mà nói tiếng 5 triệu thôi, chị đâu có xài được xài ngàn nào đâu. Mình nói hủ sau này thôi chứ đồ chị đây chị xài hủ bánh mấy tháng nay chị xài đồ chị đem về đây qua. Có nghĩa là tất cả những cái đồ dùng sinh hoạt của chị mà khi chị về nhà chồng là trước đó chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Đúng rồi. Chị có sẵn là lúc đó là chưa có chồng thì chị mới có. Có rồi. Chứ còn về lối nhà chồng là chị chưa có một đồng nào hết, không chưa có một, không mua có bất cứ một cái gì hết. Chưa từng bỏ ngàn nào mua chứ. Vậy giờ ở lâu vài năm, 2 năm rồi chị xài của đồ mà xài sao còn. Rồi hết rồi tiền đâu chị mua. Rồi thêm đồ cá nhân phụ nữ rồi trong cơ thể rồi tiền đâu mua. Dạ. Phải thỏa thẻ với chồng mà chồng không biết chứ. Nói chung là mình thỏa thẻ với chồng nói là bảo là thôi anh ráng đi làm là mỗi ngày tiết kiệm ra vài ba chục để dành. Xong bắt đầu là để lúc mà ví dụ có cần hai vợ chồng cần ốm đau bệnh tật hay là cần mua gì thì có cái mua khỏi mất công xin, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chồng lại cũng đi nói lại với cha mẹ chồng. Chồng nói chứ, cái gì cũng nói chứ. Rồi cái chuyện mà hôm vừa rồi đây là cái nguyên nhân vì sao mà hai bên cứ lộn mạnh như vậy? À, rồi mẹ cứ nói tiếng thôi đi. Rồi nói thôi thì thôi, mẹ cũng đuổi con nhiều lần rồi, chuyến này mẹ đuổi nặng rồi, mẹ nạt nộ quá, mẹ nặng quá, mẹ hết thương con rồi, không phải như dâu hồi xưa mà về mẹ với con mềm mãi, mẹ nói con ơi, nghe con nói mẹ nghe, mà giờ này mẹ muốn làm ra chuyện mẹ không có nói gì phải huế cho anh Trường vậy rồi mà mẹ còn binh anh Trường là nói này nữa kia nữa. Rồi con sai sao, con sai chuyện gì, con về đây con cái gì con cũng nhịn hết trơn, con cũng là cho em xưa kêu anh Trường ơi đi tắm đi sạch sẽ thơm tho đi hả, vô ôm em rồi á, chứ đi tắm mình mấy ướt nhẹp trơn rồi ôm em mà nước nôi không hà, mà không lẽ con lao cho ảnh tự cái mình đi mấy hoài á. Rồi thêm một cái ảnh hỏi mẹ cha đâu, em nói không biết, ảnh cũng chửi con thứ này nọ đó. Rồi có mặt anh đó, anh nói đi, anh cũng biết chứ đâu, không phải là anh Trưởng ngu đâu, anh cũng biết hết trơn á, anh biết hết tất cả mà. Tại vì á, anh nặng tình với cha mẹ quá. Không có, gọi là không có nó tự là tự làm chủ được bản thân đúng không? Không làm chủ bản thân là như là cha mẹ nói gì nghe nấy, cha mẹ nói gì nghe nấy. Thì cha mẹ thì rất nặng được rồi, chị đâu ép đâu em, nhưng mà cha mẹ nào mà không thương con, mà con nào mà là không thương cha mẹ. Nhưng mà cũng vì vợ một tí chứ, vậy không thương cha mẹ quá, không có hiểu mẹ cha mẹ chứ, thì lấy vợ làm chi. Cũng phải lo cho vợ chút đỉnh chứ. Rồi còn thêm rồi chị mới nạ là ầm ổ lên nặng là gì này, vì dòng tiền cũng vì đồng tiền không đó. Phải nghèo tàn mạc hết đi, đừng ai nói, đừng lúc có trước tiền mà chưa có bạc. Tiền đó thì chị thấy sao? Là không có tiền thì được, có tiền đối xử chị được lắm. Còn lúc có tiền lên sợ chị, trong ý họ muốn sợ chị lấy ba của cải đi gì, ngày đuổi chị đi phải không? À, rồi cái chị còn trong phòng chưa kịp đi đó là hối chị đi. Rồi xe, dù phá xe đâu phải giữ, dù phá nhà đâu phải giữ cẩn thận. À, ý là sợ chị là lấy cái xe mới mua 19 triệu đi đó, sợ mà chị không có cần đâu tiếng chị mấy vụ đó trời. Có nghĩa là cái ngày mà chị đi là gia đình là cất hết tất cả, là cầm trong tay hết hả? Cất cầm trong tay hết, sợ chị lấy. Trời ơi, chị có tham ra bất kỳ gì vàng ta thứ lạ qua người bà đó, đám cưới bà cho chị mượn vàng thiệt luôn, vàng cả 100 triệu đó. Chị ý đồ không có tham, tham thì trời đám tham chạy thoát đâu hỏi mà tham mà
cái tiền nhà cửa đây là tiền của cưng đồng mạng cho trong nước và ngoài nước cho, mà chị dám làm bậy sao mà ý họ, ý họ xấu, tưởng như mình xấu như họ vậy đó. Thấy coi tiện đồng chồng, đồng coi trọng đồng tiền quá, còn cưng cho chị 5 triệu để mình trong nước và ngoài nước cô bác cho chị tập trung đó là như lo làm ăn vợ chồng. Nhưng mà đưa cho họ người ta hết thì cưng mới thấy chị đưa chị 5 triệu có làm vốn làm bằng không, có mua gì mua cá nhân à, bằng vậy đó chị, tiền họ có tiền vậy đó thì hãy lấy, mới cưng mới giao cho tay vậy 10 mấy 20 triệu, tiền chị mới 5 triệu rồi kêu chị đưa nữa, chị cũng vẫn đưa luôn. Rồi vẫn đưa luôn, rồi xong cái chị cự lên cái mẹ nói cha mẹ chú Tiến đưa cho con 5 triệu đó là phần cá nhân của con đó, thì cha mẹ mượn con ở đây. Tiền đó tiền của mày sao? Tiền của tiền của mày hả? Tiền của thằng Tiến cho ta đây thì tiền đây, chứ tiền của mày tao không đưa đồng bạc nào, tiền Tiến tao để trả thằng Tiến. Tao tiền đó coi như tao mượn Tiến. Con chị mới nói mắc dạy nghe em, chị nói con mắc dạy, chị nói là mẹ ăn nói gì mà mẹ nghe được sao? Đồng tiền nào á là của chú Tiến ở trong nước ngoài nước cho là cho gia đình, là tất cả trong gia đình là lo làm ăn, chứ không phải cho mà để tự nhiên của mình anh mẹ, tự nhiên của mình anh cha. Cho là cho hết trong gia đình này, có con mới cho, có cha có mẹ có anh Trường mới cho. Chứ không phải là cho mình anh mẹ, không phải cho mình anh con. Thì phần nào chú Tiến cho cái xe anh Trường rồi thì mấy chục triệu mẹ cũng giữ rồi, thì phần 5 triệu này của con, mẹ nói gì kỳ vậy, mẹ nói gì mà nghe được. Tao nói vậy đó, tiền này không phải đâu mày có, làm gì không có gia đình này mày có 5 triệu. Cái tiền đó đúng ra là chỉ cho riêng hai vợ chồng chị thôi, chị hiểu không? Có nghĩa là cái này là mọi người giúp đỡ là lúc nào họ cũng nói là cho chị Trang anh Trường, lúc nào cũng nói là cho chị Trang anh Trường, chứ không hề đề cập đến cái vấn đề mà cho cha mẹ của anh Trường. Đó. Nhưng mà do cái thời điểm đó là chị đang ở đó thì em nghĩ là chị sống được với chồng hạnh phúc rồi, hay muốn tạo dựng cái công việc để cho hai vợ chồng làm, cũng như có cái cần câu cơm để cho chồng đi làm, để chồng lo cho chị. Nhưng mà hình như em nói anh Trường nó không tiếp thu được cái gì hết á. Không hiểu. Đó, không cho hiểu nên là đúng ra là cái tiền đó là của hai người chứ không phải là của ông bà, của chia cho ông bà. Đó, nhưng mà giờ thôi ông bà khó khăn như vậy rồi, cũng khổ như vậy. Thì nói cho anh ta đi em ơi, có phước. Thì nói chung là chị thì em nói ra thì chị cũng nói bảo thôi chị không có cần cái đó, thôi coi như cho người ta đi, coi như làm phước, thì em cũng ghi nhận cái vấn đề đó, bởi vì chị cũng không có đắn đo gì hay là cũng không chấp nhất gì 3-4 vài 30 triệu. Đúng rồi. Đó. Cái vấn đề ở chỗ là cái tiền đó là đúng ra quy theo cái đúng ra là người ta chỉ cho chị và anh Trường thôi, và khi mà nếu mà chị ở được với nhau là tạo điều kiện để công ăn việc làm, có xe có cộ rồi có vốn cho chị làm ăn. Còn nếu như đúng ra mà không ở được như vậy là cái số tiền nó phải chia đôi ra. Chị hiểu không? Cho anh ta đi, chị nhưng mà bây giờ thôi thì chị nói như vậy thì em cũng ghi nhận, bởi vì tính ra thì cô chú cũng khó khăn, thì thôi như coi như là cái đấy là coi cô để cho cô chú đi. Cho còn về sau này thì ví dụ như có ai giúp đỡ thêm cái thứ thì lúc đó thì em tính cái vấn đề cho chị sau. Vậy là có nghĩa là bây giờ là chắc đây là chị quyết định là bỏ hẳn luôn rồi hả? Không có quyết định rồi, còn gì nữa đâu, em đi gì rồi rồi sao mà muốn ở lại thương Trường thì ôm lòng chịu thôi, chứ đâu có. Có nghĩa là nói chung là giờ đi thì đi, nhưng mà nói chung là vẫn thương Trường đúng không? Vẫn thương Trường chứ. Chứ không có thương ai nữa, chỉ thương anh Trường. Chỉ thương anh Trường thôi hả? Nhưng mà lát sau này có người khác muốn tìm hiểu chị thì sao? Ta bây giờ nếu mà biết đâu thì sau này mình vẫn còn duyên còn nợ với người nào đó thì mình vẫn thương bình thường, có gì đâu mà phải sợ. Cho em hỏi này, bây giờ ví dụ như giả sử như cha chồng năn nỉ này, mẹ chồng năn nỉ này, rồi chồng năn nỉ quay về làm lại từ đầu thì chị có chấp nhận không? Chị không biết. Không biết à? Nếu vậy là đang còn thương dữ lắm này. Thế anh em thấy đang còn thương, chị vào kế bên mẹ ngồi chị đi. Thương chồng, chị thương Trường lắm luôn. Nếu vậy là chị cũng có tình cảm với Trường đấy chứ, chị đâu phải là không có đâu. Chị bộ chị nói giống em Tiến hả? Chị thương thật luôn, chị nói thương thật luôn thật mà chị không bao giờ dốc láo gì đâu, về đây chị mới thương mà. Nhưng mà bây giờ ví dụ như thể là hai bên bây giờ không thể nào ngồi lại nói chuyện với nhau rồi hàn gắn được à? Tại bên bển không mà, chứ phải tại bên mấy đuổi không? Chị đúng không? Tại chị lên bển làm gớm chuyện đuổi chị đi chứ chị đâu có muốn đi đâu. Vậy là có nghĩa là bên gia đình đuổi. Nhưng mà bây giờ em giả sử như người ta muốn quay lại, người ta năn nỉ rồi, người ta xuống đây, người ta gặp mặt rồi bắt đầu người ta nói là xin lỗi rồi nọ kia rồi mình về mình ở lại có được không? Ai biết anh Trường. Ai biết anh Trường. Nhưng mà chị có điều kiện gì không? Nếu bây giờ hàn gắn lại thì chị có điều kiện gì không? Không, chị muốn nhưng mà ở đó khó ở lắm, mua không mua. Có nghĩa là chung với cha mẹ khó ở lắm đúng không? Không mua, muốn nhà trọ hai đứa cùng sống. Rồi làm thì
ăn tháng nửa tháng thì tí mình có nhiều mình cho nhiều, có cho ít cho. Chị không giờ bỏ cha mẹ đâu, mình quẹn mà có đứa con một mà sao bỏ được, nhưng mà ở chung thì không được. Ở chung thì gia đình vậy đó, rồi mặn như hết nhiêu chị cũng mấy ở tiền ai không phái. Mà tiền vợ chồng mặn mà chồng cực khổ, mà trong khi chồng cực khổ như thế đó mà vợ không được ngàn nào chứ, rồi cũng thui hủi mặn gì mà chồng cũng không nghe là thương vợ nó gỡ làm gì. Chỉ gần gũi cha mẹ thì nghe lời cha mẹ không. Ảnh riêng ở riêng với chị, ảnh mới thương chị, mới nghe lời chị. Có nghĩa là ở riêng thì khi lúc đó mà vợ điều khiển thì lúc đó này may ra mới biết làm ăn, biết nọ kia đúng không? Chứ giờ ở cha mẹ điều khiển hết rồi cho nên không có sống được. Có gì vậy. Nhưng mà ví dụ như một ngày nào đó ông bà không còn nữa thì chị có muốn quay lại mới trên trường không? Chị phái nè. Phái. Nếu vậy là có tình cảm thật với anh Trường đúng không? Mặc dù trong một thời gian ngắn như vậy nhưng mà vẫn thương anh Trường đúng không? Thương tính ảnh. Nói chuyện là nói chung là sống với ảnh, chị bên cạnh ảnh mới biết là như là có cái niềm vui của chị vậy đó. Tại vì có niềm vui, có chồng, có vợ, chuyện sống cùng ảnh cũng vui vui. Nhưng mà sao cũng phản ứng cũng dữ này, nhiều lúc cũng nói vợ cũng dữ dằn lắm đấy chứ. Biết cách nói chuyện biết lắm nhưng mà nghe lời cha mẹ. Biết hết trơn, gì cũng biết trơn nhưng mà có hiếu quá. Có hiếu ra cha mẹ lắm. Cha mẹ đúng không? Mặn nhiêu là. Nói chung cha mẹ thì có hiếu cũng được nhưng mà vẫn phải dành quan tâm cho vợ nó kia thì được. Nãy giờ chị nói đó, có hiếu cha mẹ mà sao bỏ được đâu á, ở đời mất nước mà kêu bỏ cha mẹ. Rồi với lại ảnh có mình nên nữa mà sao bỏ được. Rồi nhưng mà cũng phần như cha mẹ 10 phần đi, cha mẹ 7 thì chị cũng qua trong đó có đâu mà dành hết cho cha mẹ luôn, chị không có phần nào cũng nói chứ. Nói chung là chỉ quan tâm đến cha mẹ thôi đúng không? Chồng không có trách nhiệm với vợ phần nào chứ, rồi sao cũng không có được nữa. Ảnh thì khiến được, ảnh như ở chung với chị thì chị như chị nói gì thì ảnh cũng nghe đó, bảo đảm. Nói chung là chỉ hai vợ chồng không thì chị nói sao anh cũng nghe. Chỉ do là chỉ biết lo đi làm kiếm tiền thôi. Nhưng mà do bây giờ cái rào cản bây giờ là cũng còn cha mẹ nọ kia cho nên là cũng khó đúng không? Khó. Là chồng đi làm mà mình không được đụng vào tiền bạc rồi cũng không có, mình cũng không cần. Mỗi ngày chỉ cần cho mình 20 thôi mà cũng có vẻ cũng khó khăn à. Khó khăn nữa mà ngày cho ngày không nữa. Mà đâu phải tiền của cứu đâu mà cho tội ảnh gì nè, ảnh nào nghe chị cũng thương là thương gì nè. Cũng thưa, cũng nhiều lúc cũng đối xử với chị được nhịn đói luôn. Chị bữa nói cưng hôm nay là ảnh nhịn đói anh xuất 20 cũng cho đâu. Còn là bữa nào ảnh ăn thì ảnh đâu có cho đâu. Ý là cũng gọi là cũng thương vợ, cũng muốn sợ vợ buồn lắm đúng không? Đúng cũng muốn trích cha nhưng mà phải nhịn đói để cho vợ đúng không? Ngày cho nên là hôm bữa chị có nói là thấy anh nhịn đói chị đâu dám lấy 20 của anh đâu đúng không? Rồi. Chị cho lại luôn mà. Cho lại luôn. Rồi cho em hỏi cái này thế thì hôm bữa là chị nói là chị bị bệnh mà em lấy thuốc cho chị thì chị uống sao rồi? Chị quên nói tính định gặp cưng nói gì. Bữa thuốc cô Lan cô gì đó cho uống mà nó đỡ lắm, chị cảm ơn cô Lan nhiều lắm. Mà coi có cưng có đi ngang nữa kêu cô Lan giúp đỡ chuyện to hay to nó coi uống nó đỡ nhiều lắm. Rồi về đây hết rồi hả? Không hết còn 3 phần cho mẹ uống, mẹ nó đỡ quá trời, hỏi thuốc ở đâu đỡ quá trời. Của bà cũng bị hả? Có thì nó cho bà uống thì khỏe lắm, giờ bớt 10 phần cũng giảm được 2-3. Là bà mới uống được mấy ngày rồi? Uống được 2 ngày. À. Rồi đỡ lắm mà nhức cái tay này không giặt đồ không được. Giặt đồ không được luôn hả? Nhức cái này, nhức khớp này. Nhưng mà uống 2 ngày nay thì giặt được chưa? Đỡ, giặt đồ được mà cũng như mình kèm gì là có cái tay mình dò. Còn hôm đó là không giờ cầm được. Cái áo cũng được. Có nghĩa là hôm bữa là gió tay không được luôn. Đỡ lắm. Yeah, coi cưng có đi ngang cô Lan giúp đỡ giúp cho. Đỡ giùm. Cảm ơn cô Lan nhiều lắm. Có vẻ là gia đình nhà mình cũng hợp mấy cái đó ha. Có vẻ là bởi vậy là chị về chị cho cả bà xài luôn hả? Có mẹ xài luôn mà chị. Sao trước không nói em xin nhiều luôn chứ? Đâu biết mẹ lúc đó còn ở bên chồng đâu biết mẹ gì đâu. Đâu biết mẹ. Lúc trước ở bên chồng cho nên cũng không quan tâm mẹ đó. Đâu lúc đó là nói cho bên chồng không mà đâu có nói là cho mẹ cái gì đâu. Và lại cho mẹ uống thử cho nên mẹ thấy cũng mẹ thấy đỡ. Cảm ơn cô Lan nhiều lắm, cô Lan cũng cho con giúp đỡ cho con thuốc mẹ uống không đỡ nhiều lắm mà cô Lan ơi. Vậy là giờ là hai mẹ con uống cùng lúc luôn hả? Sắp hết chưa chị, còn nhiều không? Còn chừng lần hai lần nữa hết rồi. Lần hai lần nữa hết rồi hả? Tại hai mẹ con uống cho nên là cũng hao ha. Tại vì giờ chia cho mẹ uống thôi đó. Mấy cái thuốc mà bánh nọ kia, thuốc bóp và thứ có bóp thường xuyên không? Có, bằng đi mới bóp. Đây mới bóp. Như mình nhức là mình tha chỗ đó mình bóp gì đó. Nhức cái tay này nhức. Nhưng mà bà thấy đó, nhưng mà bà thấy khỏe đúng không? Bà nhức mấy hai năm nay rồi? 20 năm nay rồi đó mà uống đỡ, hết sức đỡ luôn nha. Uống cái thấy nhẹ người. Trang vậy cũng nói mẹ ơi, cô Lan cũng cho là mẹ uống thử thuốc này có hay lắm, con uống hết á. Mẹ uống đi, con uống thấy đỡ ngủ được. Còn hết thuốc đó, đầu cái ngủ không được. Cả chừng 2-3 giờ là bà thức rồi bà ngủ không được. Dạ. Thứ nhất
nếu vậy là hợp thuốc đó. Nếu vậy thì bây giờ bà mà uống chịu khó uống được một vài lần nữa là con nghĩ là chắc là bà khỏi hẳn luôn đó. Dạ. Là cái thuốc đấy tốt lắm đúng không bà? Ừ. Cái nhà thuốc đấy là của nhà thuốc cô Lương Y Triệu Thị Lan. Nhà thuốc nam của người dân tộc Dao ngoài Ba Vì Hà Nội á, thuốc đấy là có nghĩa là truyền từ đời nọ qua đời kia. Và trong khi đó là gia đình là tự đi lấy thuốc về thứ làm là không biết bao nhiêu năm nay rồi. Có là cực kỳ uy tín luôn. Còn lấy cho bao nhiêu người đều khỏi á. À, thuốc đó hay thiệt, tiếng cảm ơn cô Lan nhiều lắm. Cô Lan con rất cảm ơn cô Lan cho con thuốc uống giảm đau hết bệnh. Con có tinh thần cô Lan ơi. Mà giờ bệnh lại nữa cô Lan ơi, tinh thần là chồng bỏ nữa cô Lan. Cô Lan hôm trước là ngưỡng mộ chị lắm đó, là thấy chị là về nhà chồng á, cũng chúc mừng hai vợ chồng đó, nhưng mà không ngờ là hôm nay. Không ngờ gì đó cô Lan ơi, giờ có số con khổ nữa cô Lan ơi. À, thôi được rồi, để em đợt tới này thì em thấy có em có ra nhà thuốc của cô Lương Yêu Trị Thị Lan á, nhà thuốc nam dân tộc Dao ngoài Ba Vì Hà Nội ấy, thì em xin thêm cho một bộ một liệu trình nữa ha. À, có cô Lan giúp đỡ giùm con một phần và thuốc nữa là uống với con với mẹ con uống. Ừ. Hai mẹ con uống luôn đúng không? Rồi, thôi thì bà mấy chị nói vậy thì để đợt tới để con ra ngoài nhà cô Lan con xin dùm cho vài liều thuốc nữa ha. Rồi con xuống để con mang xuống nha ha. Tại hôm nay thì cũng xuống để cập nhật xem cái tình hình lý do là sao chị Trang chị bị gia đình nhà chồng đuổi. Thì bởi vì mình muốn là xác minh giữa hai bên để xem bên này nói như thế nào, bên kia nói như thế nào. Chứ bây giờ nhiều khi nghe một phía thì nó không được. Đó, thì để con xuống gia đình nhà chồng cũ của chị Trang con xem tình hình như thế nào. Rồi hôm sau nếu mà con xuống thì con mang xuống cho nha. Dạ dạ. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình lại đang có mặt tại thôn Yên Sơn của Ba Vì, Hà Nội các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là nhà thuốc của Lương Y Triệu Thị Lan, nhà thuốc nam của người dân tộc Dao ở Ba Vì, Hà Nội các bạn. Thì lần trước như đã hứa với chị Trang U50 đó các bạn, sau khi bị gia đình nhà chồng trả về thì chị có về sống cùng với gia đình. Thì mẹ chị cũng bị bệnh và có nhờ mình nếu mà có ra ngoài đây thì ghé của nhà cô Lan đây thì xin dùng cho chị một liệu trình thuốc. Thì hôm nay mình có dịp ra đây Hà Nội đây thì mình cũng ghé nhà cô Triệu Thị Lan để xin dùng cho chị một liệu trình thuốc các bạn. Thì hiện tại mình ra thì trời mưa khá là lớn các bạn, không biết là gia đình bây giờ còn làm hay là đang nghỉ trưa đây. Cô Lan ơi. Oh. Chị đang làm gì chị? Ấy, Tiến à? Dạ. Không nghỉ trưa hay làm gì chị? Chị đang bốc thuốc để cho bà khác thôi, cho bệnh nhân. À, có nghĩa là mình lấy thuốc thêm lên bên kia để mình bốc cho bệnh nhân nữa cơ. Ồ, dạ. Khỏe. Dạ, em khỏe. Dạ. Rồi. Cái kho thuốc hình như càng ngày em thấy càng chất càng cao rồi chị. Nói chung là dạo này thời tiết ở ngoài Bắc này nó thất thường, mưa nắng thất thường, nhưng nhà chị cứ phải chuẩn bị, tại vì bệnh nhân càng ngày càng đông. Dạ. Thế nên là thuốc cứ phải chuẩn bị đầy đủ hết để khi nào bệnh nhân cần đến là nhà chị thì bốc luôn. Có nghĩa là bữa nay ngoài đây giống kiểu là vào có mùa mưa đúng không? Cho nên là bắt đầu là đấy, mưa nắng nó thất thường. Mình cứ chuẩn bị thuốc để bệnh nhân có là xài. Nhiều lắm đấy. Dạ dạ. Đây, tất cả những cái ô này nhiều lắm đấy em. Dạ dạ. Kho rất là nhiều thuốc. Ở trong bên trong ấy có tầng trên đây nữa. Tầng trên bên trong có mất tầng, thế là mỗi một cái ô này là một loại thuốc khác nhau. Có nghĩa là mỗi một ô như vậy là một ô là một bệnh khác nhau. Các em nhìn thì không biết nhưng bọn chị là nhìn lại là em nhìn em chỉ thấy thuốc thôi chứ em không biết cái loại nào. Một ô này gan, một ô này thì thận, này thì dạ dày, đường ruột đấy. Dạ dạ. Đều có. Dạ. Bà đang làm ở trên được cơ. Bà đang bốc thuốc ở trên. Dạ dạ. Lên nhà uống nước đi em. Dạ dạ đi chị. Dạ. Rồi. Mình không nghỉ trưa à chị? Ôi nhà chị cứ làm miệt mài, nói chung là ít khi nghỉ em ạ. Dạ. cứ làm thế này hết việc thì mình mệt thì mình nghỉ thôi, cũng chả có. Cô Lan ơi. Con chào cô. Ôi chào Tiến ạ. Dạ. Cô đang bốc thuốc hả? Cô đang bốc thuốc đây. Dạ. Thế cháu ngồi sang bên này uống nước. Dạ dạ cô cứ làm đi. Vâng. Dạ. Dạ dậy để sang bên này. Dạ dạ. Này của anh không Dứ Tiến mới ra hả? Đấy không thấy anh, giờ thấy anh đây.
Mày không đi lấy thuốc anh? Ừ, anh hôm nay mưa quá ở lại ở nhà bốc thuốc cùng chị Hà. Dạ dạ, cứ mưa là ở nhà bốc thuốc, còn là không mưa là đường nắng là phải đi lên đùi lên thuốc. À. Cháu sang. Dạ 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 vâng, kệ con. Dạ uống nước đi em. Ủa nhưng để mà chị... mưa như vậy là mình nghỉ lâu không anh? Cũng không lâu đâu, mình kể cả có nếu mà mưa nhiều như này thì thỉnh thoảng cũng phải đi lên núi để lấy thuốc. Dạ dạ, anh đây để là để chuyên đi lên rừng lấy thuốc rồi các bạn. Anh tên gì em quên này? Anh Dũng, có nghĩa là anh Dũng này là người mà trực tiếp đi lên rừng kiếm thuốc về để tạo ra những cái thuốc này để phục vụ cho bà con này. Dạ, dạ vâng. Tao cô dạo này khỏe không cô? Vâng, có cô khỏe, cháu ngồi xa ở đây để uống nước. Dạ, dạ. Nay mưa nhỉ cô nhỉ? Vâng, dạ. Ở ngoài này mấy ngày hôm nay mưa quá. Dạ. Mưa to, mưa tầm, mưa tã. Dạ. Không tưởng ra là mình đang nghỉ trưa chứ. Mưa cho nên là em Dũng cũng không đi lấy được thuốc, phải ở nhà để bốc thuốc với chị Hà. À, nói chung là hôm nào mà không mưa thì đi lấy thuốc, còn mưa thì ở nhà. Đúng rồi. Nhưng mà con nghĩ chắc mưa anh đi uống nước đi chú Tiến. Dạ vâng. Rừng đã vắt nhiều lắm, không thể nào đi được, cho nên là thôi. Là cái con vắt nó bám vào người vào chân đấy đúng không? Đấy, vắt lá là nó ở trên nó rơi xuống đầu này. Rồi vắt vàng thì nó ở dưới này nó cắn mình. Dạ sau dạ. Vắt nó cứ nhum nhum thế này. Tính là lên rừng cũng vất vả. Dạ vâng ạ. Đây nước cái mát gan để độc gan rất là tốt đây này. Dạ dạ. Ừ, nhà chị hay dùng cái này. Dạ. Cái này đào thải độc gan tốt lắm em ạ. Uống đi. Em thích uống cái này này. Ừ, cái này uống mát mà em uống xem mát vừa mát. Giải độc gan rất tốt đấy. Rồi nói chung là cái này đối với phụ nữ là như kiểu là bây giờ cân bằng nội tiết tố, giải độc gan. Dạ. Với nam thì ví dụ ai mình uống rượu bia nhiều đấy, mình uống cái này nó đào thải tốt lắm em. Nói chung là nhà làm thuốc cho nên là cái gì cũng thuốc à. Uống nước đến nước uống mà cần thuốc. Ở đây cô Lan quanh năm bốn mùa cứ uống thế này thôi. Dạ. Có tưởng là cô đang nghỉ trưa chứ. Cũng cái nghề của cô thì chả bao giờ được nghỉ trưa cả. Dạ. Dạ. Cứ có làm quanh năm suốt tháng. Quanh năm thì là cũng có những người bệnh nhân người ta cần thuốc thì mình bốc dần thôi, trưa nay thì tranh thủ mình bốc. Dạ. Mấy cả nhiều khi mình nằm mà cũng chưa chắc đã ngủ được bởi vì là giống như là đang nằm người ta gọi lại cũng phải ngồi đây. Nói chung là nghe điện thoại tư vấn nhiều lắm, có người gọi liên tục gọi, chỉ có một người thôi nhưng mà không biết người ta gọi bao nhiêu cuộc. Dạ, có nhiều khi có một người để mà bán được thuốc cho người ta chắc phải gọi đến cả chục cuộc ấy hả? Cứ hỏi lên hỏi xuống. Mình giải thích mệt lắm. Dạ. Hôm nay cô Lan thì con ra đây chơi, thứ nhất là thăm cô. Chắc cô cũng ngạc nhiên là chắc là mới ra này ra tiếp. Không giấu gì cô Lan đó là hôm nay là con ra đây á là được sự nhờ của chị Trang. Cái chị Trang mà lần trước cô tặng một liệu trình thuốc cô nhớ không? Có nhớ. Chị Trang mà mới lấy chồng cái gì? Dạ nhưng mà hôm nay là bị gia đình trả về rồi. À thế á? Ui sao ơi, thế á? Sao thế? Nói chung là nó cũng có nhiều cái chuyện mà khi mà nói ra chắc không đủ thời gian để nói. À thế ạ. Nói chung là không có vì bên chồng cũng có mà vì bên vợ cũng có thì thôi cái đó thì để tí con tâm sự với cô sau. Bây giờ hôm trước anh ra đi lấy thuốc để giúp cho cái chị Trang đấy, bây giờ chị Trang uống như thế nào rồi, chị đỡ nhiều chưa? Hôm qua con có ghé nhà chị á, thì sau khi bị nhà chồng trả về á, thì con hỏi chị á, thì chị nói là bây giờ là chị đã khỏe nhiều rồi. À. Đó, nhưng mà có một điều á là mẹ chị, mẹ ruột của chị Trang á là cũng bị. Có nghĩa là cô nói lần trước cô giặt áo là giống kiểu giặt không nổi, là tay nâng lên không được vậy này. Nhưng mà sau khi mà chị Trang chị uống cái đó thì chị cho mẹ chị uống. Thì bắt đầu mẹ con uống chung. Dạ đúng rồi, giờ là nâng được cái tay lên rồi mà có nghĩa là giặt được áo rồi. Đó. Nhưng mà do là có nghĩa là cái thuốc mà thì đủ cho một người xài một tháng. Nhưng mà giờ lại cho cả mẹ xài nữa, nó không đủ. Không đủ thôi. Dạ. Cho nên là hôm nay bà, con ấy chị về cho bà mẹ uống cùng thế đó bớt bệnh thế là tốt rồi. Dạ dạ. Cho nên là chị Trang chỉ có nhờ con mấy cả bà mẹ của chị Trang á, có nhờ con là nếu mà có ra ngoài này á thì ghé nhà cô Lan, nhờ cô bốc cho một liệu trình thuốc nữa. À. Dạ cho nên là con mới ra và con nay con lại ra làm phiền cô nữa. Có gì mà phiền đâu, nghề của cô chỉ có làm thuốc hàng ngày đêm để cho có bốc thuốc gửi cho khách thôi mà. Dạ dạ. Vậy là nhà thì mình cũng... cháu Tiến uống nước đi, chị Hà uống nước đi xong đưa để sang bốc thuốc cho chị Trang. Dạ, dạ. Anh ấy về giật kịp máy băng. Vậy cho con theo chị, con có một số vấn đề cần hỏi bởi vì lần trước con có chia sẻ về mấy cái rổ thuốc này đây này, nhưng mà nhiều người giống ở con đi nhanh quá hay sao mà người ta xem không rõ. Nó bảo hôm nay chia sẻ lại để cho người ta xem với. Cho con đi theo chị bốc thuốc với. Dạ. Là hôm nay là mình vẫn đang mấy cái này là vẫn đang làm để gửi đi á chị? Đúng rồi, nhà chị bốc ngày nào cũng bốc thuốc để gửi đi. Ngày nào mình cũng phải làm, cũng
xe điện thoại để bốc thuốc gửi theo cho bưu điện mà. Dạ dạ dạ. Đủ mọi loại luôn ha. Nhiều loại lắm chú Tiến. Dạ. Đây đây anh Dũng thì cái này là gọi là tổng thể, cái này là mấy chục vị thuốc, cái này chữa về xương khớp đấy. Dạ. Thì anh Dũng bốc qua đây thì chị mới lại bốc chuyên sâu vào những cái vấn đề là ví dụ là đau như em Trang đấy, cổ vai gáy đau lưng đấy. Dạ dạ. Hoặc là tê mỏi đấy, nó chèn đấy qua dây thần kinh nó tê thì mình có thể mình bốc cho nó lưu thông mạch máu. À, lần trước ấy chị là mẹ của chị Trang là chị mẹ có kể lại á, là cái tay của mẹ chị á là cái tay nâng lên không nổi về này. À rồi. Đó, nhưng mà hôm nay là có nghĩa là uống được vài lần á thì thấy cái tay nâng lên được và giặt đồ được rồi đó. À đúng rồi rồi. Dạ cho nên em cũng kể sơ cho chị để chị có gì bốc cho cô ấy cái. Đấy thuốc nhà chị nó nhiều vị lắm. Dạ. Cho nên là đấy, bốc cho bà uống là nó nhanh khỏi mà. Dạ. Bên kia là giống kiểu là anh Dũng là đang tổng hợp lại tất cả đúng không? Đúng rồi, đây đây là vị tổng hợp các loại mấy chục vị để chữa chuyên về đau nhức xương khớp do thoái hóa. Dạ dạ. Thì sang bên này thì đau ở chỗ nào thì chị lại bốc chuyên sâu thêm. Dạ. Ừ. À cái này giống kiểu đau chỗ nào nhiều hơn thì chị thêm đúng vào rồi, những cái đúng vị rồi đấy. Đúng rồi. À. Em nhìn em không biết cái gì luôn. Còn cái bên này là cao rồi chị. Ờ đây cao nhiều lại. Ơ mẹ ơi thế mẹ lên đây bốc cho con. Để chị giới thiệu cho con mấy cái này. Có hôm bước có mấy cô chú gọi điện hỏi mà em chạy xe giống em làm việc nhiều em không có thời gian để em trả lời. Ờ đây 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 chị giới thiệu cho khán giả chú. Dạ. Ừ. Hôm bữa là có một số người cứ hỏi bảo sao em quay cái đó chị xem không rõ mình nghe không rõ. Thế à? Dạ. Cho nên hỏi em không biết được em trả lời luôn. Đây thứ nhất là chị giới thiệu cho khán giả chú Tiến biết này này. Những cái này là thuốc chữa về dạ dày. Dạ dày. Dạ dày viêm rết dạ dày hoặc là bị vi khuẩn HP là phù nề là chậm tiêu chứng khí đấy. Dạ. Nên cái này hôm trước thì cho em hai bịch mẹ em uống là giờ em hết bị đấy. À thế thì tốt quá. Đấy. Thì đây liệu trình đây là dùng 6 gói thuốc bột. Dạ. Cứ pha nước sôi nóng mình uống trước bữa ăn là bệnh nặng đến mấy nó cũng khỏi. Dạ dạ. Ừ, nếu mà bác nào mà không may mà bị cả đại tràng đường ruột hay bị đau bụng sống phân này thì có thể mình kết hợp cả 3 gói cao này, cái này là chữa chuyên sâu về đường ruột. Dạ dạ. Đấy, đau bụng ấy. Còn cái này thì chuyên sâu về dạ dày thì kết hợp cả hai thứ thì nó rất là nhanh khỏi luôn ạ. Dạ. Đấy. Ồ đủ loại luôn ha. Đủ loại đây. Còn những cái này nữa là bệnh trĩ. Trĩ ừ. Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ nó lồi ra cái hậu môn hoặc là nó chảy máu ấy. Chảy búi trĩ ra hơi ra đấy. Dạ. Nó chảy máu nó ngứa rát ấy, thì làm mình uống cái này nó sẽ thứ nhất là cầm máu lại, thứ hai là nó sẽ co búi trĩ lên khỏi dứt điểm. Dạ dạ. Đấy. Em có cái này em hỏi chị được không? Ví dụ như bây giờ cái trĩ đi chẳng hạn đúng không? Cái thuốc trĩ đi. Mà ví dụ như thế bây giờ em làm biếng uống cái thuốc sắc kia mà em uống cái này không được không? Đấy, nhưng cái này uống trực tiếp luôn đây này. Ý là mình không cần phải kết hợp cái kia đúng không? Đúng rồi, cái này đấy, cái này có hai kết hợp rồi em đấy. Cái này cả cao với dạng viên hai thứ kết hợp rồi. À. Đấy, bây giờ thì làm thành cái này đây sản phẩm rồi mình uống trực tiếp. Nếu vậy là những cái này là giống kiểu cái cô đặc lại là cái đó đấy đúng không? Rồi. À, có nghĩa là ai mà rảnh thì uống cái kia cũng được, kết hợp với cái này. Còn không, cái xương khớp thì mình nên dùng cái sắc thì với cả cái cao kết hợp này nó sẽ tốt hơn. Đó ý cái trĩ á. Trĩ không, trĩ thì chỉ cần uống này là khỏi rồi. Này không thôi đúng không? Đúng rồi, biết rồi. Ừ và còn nhiều lắm chú Tiến ơi, đây này. Cái này tiêu u tiêu xương gì nữa. Cái này thì là giờ này là các phái mạnh hay bị cái bệnh này rất là nhiều. Chú biết gì không đây? Cái là ủa, cái đó là cũng xài trực tiếp luôn này chị. Ừ, cái này xài trực tiếp mà cái này bổ thận trắng dương mạnh gân cốt ấy. À. Ví dụ như cái bác nào hay bị yếu sinh lý xuất tinh sớm ấy, chưa đi chợ đã hết tiền ấy. Dạ. Nhưng mà nhiều người bác kiểu lớn tuổi hay ngại đấy. Nên là không muốn cứ ngại không muốn chia sẻ với nhà thuốc. Dạ cho em đấy. Nhưng cái này mà là một lần uống một bịch như vậy là cũng uống là khoảng độ 10 ngày à chị? Đúng rồi, mỗi một gói là 10 ngày. À. Một liệu trình thì 3 gói uống cả 30 ngày. Ồ dễ nhờ, dễ xài ha. Đúng rồi, cái này một là mình ngâm rượu thì mình uống, bác nào ngâm được, uống được rượu thì có thể nhà chị bốc thêm một cái thang thuốc ngâm rượu kèm. À. Mà không uống được rượu thì chỉ uống 3 gói cao như vậy thôi thì là mình uống mỗi một gói là 10 ngày thì nó sẽ được cái bổ thận tráng dương tóm lại thế. À, cái này ví dụ như kéo dài cái mối quan hệ vợ chồng theo ý muốn. Cái này mình bình thường rồi nhưng mà mình muốn xài thêm được không chị? Ờ có, tốt quá. Cái này càng chuẩn, cái này nó là cái bổ mà thôi em. Dạ. Nhiều vị lắm. Nhiều đây này mấy chị mấy cái đây này, đây là cái này là thuốc xoang này. Xoang này thì là ví dụ ai bị cháy nắng rời rời như thời tiết bây giờ này, hay bị nhức đầu này, hắt xì hơi chảy dịch mũi á, nó dạng xoang là dị ứng ấy, thì là có thể dùng 5 lọ xịt mũi thế này với 2 gói thuốc viên uống trong 1 tháng là khỏi. Dạ dạ. Vâng, nếu mà bác nào thì ví dụ bị kiểu là viêm đa xoang á. Yeah. Viêm đa xoang thì dùng cả thuốc sắc với thuốc xịt với thuốc xoang này. Dạ dạ. Nếu mà nhẹ thì bình thường 1 tháng, khỏi nặng thì 3 tháng là khỏi liền á. Dạ.
có cả tán sỏi rồi cao. Tán sỏi thì nói chung gan đều u nhiều lắm. Nói chung là loại nào cũng có đúng không? Loại nào cũng có. Nhưng mà có mấy cái mà hôm bước mấy câu hỏi ngoài đây này chị. Cái này hôm bữa là ngoài đây là hôm bước em hỏi nhưng mà em đi giống kiểu hơi nhanh như sao mọi người không nghe rõ. À đây những cái này thì là chị đã bốc sẵn rồi, một liệu trình cái này xương khớp như thế này chị đóng gói như thế này em này. À đóng gói đấy hả? Ừ. Không nhưng mà chị cứ giải thích lại dùm em mấy cái này được không? Mấy cái ngoài này này. Ừ chị cái này là cái bịch đầu tiên là cái gì này? Cái này là cái bác này là điều trị về xương khớp. Dạ. Đau nhức xương khớp thoái hóa đây. À đây xương khớp là nó có một bộ đây, đây. Đây. Một bộ liệu trình đây đầy đủ đây là gồm có 15 gói thuốc đun với 3 gói thuốc cao như thế này này. À. Một cái chai xoa bóp. Dạ. Cái này chữa chuyên giống chị Trang á, cái này bệnh nhân uống của chị Trang. À. Còn đâu thì nếu mà có những bác là hay bị cũng đau nhức xương khớp, viêm bị sưng nhưng mà có cả thừa dư cái axit uric nhiều á, bị gút á thì nhà chị cho thêm một cái 3 cái cao gút thế này. Dạ, để bốc thuốc dạng kháng viêm để đào thải gì thế là nó sẽ khỏi. Còn cái bác này thì là bị khớp. Đó là một bộ đầy đủ của nó là có vừa rượu ngâm này. Đúng rồi, cái này ngâm thuốc xoa bóp. Mẹ của chị cái Trang này... bà nói là bảo khoái cái này lắm này. À, thế cái này xoa bóp nó lưu thông mạch máu nó rất là tốt đấy. Bóp đến đâu là sướng đến đấy luôn á. À. Đấy, còn là cái này thì thuốc chữa về gan này em. Dạ. Gan này viêm gan B, A, B, C hoặc vàng mắt, vàng da hoặc là sơ gan cổ trướng. À. Đấy, nói chung tất cả những cái bệnh lý về gan. Dạ. Thì mình sẽ uống cái này để đào thải độc tố trong gan và phục hồi lại chức năng gan rất tốt. Dạ, dạ. Đây liệu trình là gồm có 15 gói thuốc đun với 3 gói thuốc cao. Ồ, cái này nó ít hơn cái xương khớp kìa hả? Cái này ít hơn bởi vì là cái bên này nó không có cái chai xoa bóp. Cái này gan thì mình chỉ uống thay nó đào thải độc thôi, không cần bóp. À, còn cái này thì hiện nay này chú Tiến là không biết là do môi trường hay là do mình ăn uống nó nhiều chất độc mà như thế này cái bệnh này rất là nhiều. À, tiêu u đấy đúng không? Ừ. Tiêu u giống đấy. Giống kiểu giờ giống kiểu là ăn uống mà rau cô nọ kia thứ hóa chất có thứ nhiều á. Đấy, thuốc sâu thuốc dầu ấy cho nên giờ nó hay u có này là u này. Cái này liệu trình dùng là chữa tiêu u, tiêu các loại u trong người á, u tuyến giáp, u sơ, u nang là u tiền liệt tuyến, u hạch, u tuyến vú, nói chung là các loại u lành tính. Dạ. Thì mình uống cái này nó sẽ teo hết. Dạ dạ. Đấy, thì đừng để lâu các bác, nếu mà ai bị thì cứ nên uống thuốc sớm, không để lâu thì sợ nó biến chứng thì nó điều trị nó khó hơn. Vậy là tính ra là mười mấy cái rổ đây, là mỗi một rổ như vậy là một loại khác nhau, một loại bệnh khác nhau. Đúng rồi. À, còn cái này là cái gì chị? À, đây là ấy. À, cái này là số mất ngủ. Mất ngủ. Cái này là chữa mất ngủ. Dạ. Ví dụ như bác nào bị ảnh hưởng công việc stress nhiều hay là bị mất ngủ, bị ảnh hưởng dây thần kinh ấy. Dạ dạ. Thì mình uống cái này thì nó sẽ hỗ trợ cái giấc ngủ sâu. Dạ dạ. Ngủ từ đêm đến sáng thì là nó sẽ khỏi. Thì là vậy là cái này là nó cũng 15 gói thuốc sắc với cả hai cái bịch này. Ừ đúng rồi. À. Nếu vậy là tiện thế thì chị chia sẻ số điện thoại của chị đi cho mọi người, có ai cần thì mình có thể liên hệ với gia đình để gia đình hỗ trợ bốc thuốc cho đấy. Đây số điện thoại nhà, tức là nhà chị cái nào cũng có cái tờ hướng dẫn với sử dụng với nhà thuốc, chỉ có duy nhất có hai số này. Dạ dạ. 0388322571 là số của bà. Dạ. Còn một số giấy tờ chị là 0989213662. Dạ dạ. Đấy, nhưng bác nào số không của bà mới số của chị. Đúng rồi, duy có hai số. Nhưng mà nhiều khi mà bà mệt là chắc anh Dũng vẫn nghe phụ đúng không? Đúng rồi đấy. À. Ví dụ như nhiều khi bà làm việc mệt mỏi quá thì là một là gặp Hà hay thì gặp Dũng. Yeah, bà yeah. Nhiều khi bà bận tiếp khách thì là Dũng tư yeah. vấn chuyên sâu hơn, thì là Dũng sẽ ghi một cái đơn thuốc ra thì nhà chị lại bốc thuốc gửi cho bệnh nhân các tỉnh luôn. Rồi còn mấy cái rổ bên này ra chị? À, cái này là chữa xoang này. Xoang. Cái này xoang như lúc nãy chị chia sẻ đây, là cái này là ví dụ mà ai mà bị viêm đa xoang ấy thì có thể mình dùng cái này là 15 gói thuốc đun với 5 lọ xịt mũi với cái dạng viên này này uống kèm. Cái này cái liệu trình cao cấp nhất là nó nhanh khỏi nhất đấy. Đấy, cái liệu mình bị nặng thì sẽ dùng cái này. Nhẹ thì mới dùng cái dạng viên với dạng xịt là khỏi. Rồi. Còn cái này hiện nay cũng rất là nhiều bác hay bị này chú Tiến. Giống phải ăn uống nhiều rồi mình nhiễm mỡ máu đấy đúng không? Máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Cái này mình có thể dùng cái này để nó đào thải độc tố trong máu này, cái mỡ xấu á. Dạ dạ dạ. Đào thải hết cái mỡ xấu trong máu này nó không bị ảnh hưởng. Đây này, cái này là bị
Ví dụ nhà bác này hay các bác hay bị ăn nhiều thức ăn, nó hay bị bây giờ giống kiểu ăn uống mỡ dầu mỡ nhiều quá đấy, đúng không? Cho nên bắt đầu nó cũng ảnh hưởng. Đấy, uống cái này nó đào thải, nó thanh lọc cơ thể, nó không bị sơ vữa động mạch thì nó không bị biến chứng. Dạ dạ dạ. Bệnh khác. Một liệu trình là 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc viên này, dùng trong 1 tháng để nó đào thải. Cái này là vẫn cứ sắc là uống bình thường, nhưng mà khi đúng rồi cái này cho nước vào đun sôi lên là uống thôi em. Dạ dạ. Cái này là tán sỏi à? Cái này là sỏi, sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang, sỏi gan, các loại sỏi trong nội tạng. Sỏi nào cũng đúng rồi, các loại sỏi thì mình uống lại thuốc giống nhau. Dạ. Nó chỉ là đào thải để thanh lọc cơ thể. Dạ. Nhiều bác khi đi bệnh viện đi tán sỏi, đi mổ sỏi nhưng mà về mình không uống thuốc vẫn có thể là kết sỏi lại. Dạ, dạ. Nhưng mà riêng uống thuốc nam này thì nó thanh lọc hết em ạ. Ừ. Không còn một cái gì cả. Cả là uống đâu là tan ra đi ra ngoài rồi, đấy, theo nước tiểu ra hết. Cái này là thuốc ho. Thuốc ho này. Cái này này chữa ho, ho hen, ho gió, ho khan, nói chung là cái này nó phù hợp với mọi lứa tuổi, người lớn, trẻ em hay trẻ cũng uống được luôn này chị. Trẻ uống được luôn, người lớn, người già. Ví dụ mấy đứa nhỏ mà nó uống, nó ngủ mà nó hay ví dụ như đầu tối nó nằm trong một phòng máy lạnh nó hay kho khè 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 hay sao chị? Đấy, thế là uống được luôn đúng không? Có uống được. Viêm họng, viêm phế quản đấy. Dạ dạ. Còn cái này đây là chữa tiền đình. Tiền đình. Cái này là tiền đình, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn đấy. Cái liệu trình này thì cũng dùng 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc viên, uống trong 1 tháng thì nó sẽ đưa máu lên não đều, nó không có cái tình trạng chóng mặt, buồn nôn. Dạ dạ. Còn đây là thuốc chữa thận. Dạ. Thận yếu thận, ví dụ là đau lưng, đi tiểu rắt, tiểu buốt. Dạ dạ. Đấy. Hôm bữa là em quay cái khúc này mà hình như em đi nhanh quá, mọi người nghe không hiểu hay sao á, cho nên mọi người hay hỏi, nhưng mà em đang quay bận không trả lời được. Thì đấy, nếu mà bây giờ nếu mà mọi người cứ cần thì cứ gọi cho chị đi. Đấy, nếu các bác mà không dành thì bác cứ liên hệ với số điện thoại cho nhà thuốc này của bà, số bà này 0388322571. Cái số giấy là của chị Hà này, 0989213662. Thì đó, để cho mọi người khỏi thắc mắc là chứ nhiều ấy, giống em bận đó mà mọi người cứ gọi cho em biết đường em trả lời luôn. Có thể là có số điện thoại của chị với của bà ở đây, hoặc là liên hệ gặp anh Dũng thì nhờ tư vấn mới dễ hơn. Còn mấy cái này thì sao chị? Cái này nói chuyện nhiều, cái này là chữa về ngứa này. Ngứa dị ứng hả? Dị ứng hay là ngứa do viêm da hay là ngứa do nấm thì là uống. Dạ dạ. Đó, ngứa nó nhiều kiểu ngứa. Tiểu đường này. Cái này là chữa tiểu đường, cái này cũng các bác ấy đặt rồi. Một liều tiểu đường này để nó giảm lại cái lượng đường trong máu để nó không gây đột quỵ, để biến chứng. Vậy là cái này là cái liên quan đến giống kiểu đột quỵ đấy hả? Đúng rồi. Nói chung là lượng đường nó cao quá thì nó hay gây biến chứng nhiều bệnh. Dạ dạ. Còn cái này là mình cứ dùng cái này nó giảm lại cái lượng đường trong máu để như mức cho phép. Dạ, còn cái này là cái này là chữa đường ruột đại tràng ấy. Dạ. Cái này thì mình có thể uống cao được, mà bác nào bị nặng thì mình uống kèm thêm cái dạng sắc này thì nó sẽ nhanh khỏi hơn. Dạ dạ. Đấy, dạ. Một liệu trình cũng 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc cao này, 3 gói thuốc cao dùng 1 tháng. Dạ dạ. Đấy nhá, hôm nay là mình đã quay rõ cho mọi người từng đổ một đấy nha, chứ mọi người nhiều khi hỏi mình không biết được mình trả lời. Đây, để mình đọc lại cho mọi người thêm một lần nữa này. Cái số của bà là cái số là 0388322571. Còn số của chị á là 0989213662. Đó, mọi người thắc mắc thì cứ gọi cho gia đình. Nếu mà chị rảnh thì chị nghe, bà rảnh bà nghe, anh Dũng rảnh thì Dũng nghe, đúng rồi, không? Đúng rồi. Nói chung ai cũng là làm trong cái nghề thuốc cả, đều tư vấn được hết. Dạ. Đấy, xong là thì nữa chị mới này thì mới đóng gói như này giống như là mình cứ bóc ra vậy, xong là một người đi sau rồi cứ theo cái này là bỏ vào trong bịch, xong là đóng gói lại thôi, đúng không? Rồi thế là cứ cái này đầy đủ vị rồi này, đầy đủ trong một cái liệu trình rồi. Dạ. Thì nó có đơn thuốc hết rồi, thế là nhà chị đóng gói thế này. Dạ. Đóng gói thì tí nữa là bưu điện vào để gửi cho các tỉnh. Dạ dạ. Vậy là bưu điện vào là chở đi thôi, đúng không? Rồi. Thế đóng từng gói thế này này. Cái này là bóc cho con, đúng không bà? Vất vả cho bà quá, lần nào cũng ra làm phiền bà. Dạ. Xong chưa mà? Bỏ bịch nữa là xong rồi. Anh cũng có lòng để làm thuốc cho những cái mảnh đời bất hạnh mà ở trong miền Nam mà bay ra đây để lấy thuốc cho người ta. Dạ. Tức là con có hứa với chị là lúc nào con rảnh nhất con đi ra đây, con thứ nhất là ghé thăm cô. Thứ hai là cũng tiền thẻ thì xin cho chị luôn. Cần thiết thì cô cứ bốc cho chị, còn ở đây cô ở đây thì gọi là quanh ngày này thì cứ làm bốc thuốc để gửi đi bưu điện, ai là ta gọi đến thì có địa chỉ, có số điện thoại là cô bốc thuốc cô gửi thôi. Dạ dạ, thì nhà cô là có 2 số điện thoại của cô Lan với của chị Hà.
Đúng rồi, cái số nhé. Của cô Lan ấy là 0388 322 571. Đúng rồi. Số của chị Hà là 0988 213 662. 0989 của chị Hà. 0989 213 662. Đúng rồi. Là số của chị Hà. Đó, thì có hai cái số đó thì mọi người cần thuốc hay là cần tư vấn bất cứ một cái gì á thì có thể liên hệ với bà với của chị ha. Đúng còn rồi. Lâu lâu mà gặp anh đẹp trai này thì cô nào muốn tán thì tán này. Đấy, anh này cũng tư vấn thuốc nha. Anh hay đi lấy thuốc, còn ngoài ra này mưa không đi lấy thuốc, mệt thì ở nhà thì nghe điện thoại. Dạ, giống còn như hôm nay là mưa là ở nhà phụ này rồi nghe điện thoại phụ này. Bà với lại chị Hà. Nhưng mà theo anh thì thấy là lên rừng vất vả hơn hay ở nhà vất vả hơn anh? Ra là chung là cái nào vất vả. Nhưng mà ra ngoài nó thoải mái hơn nữa. Nhưng mà lên rừng buồn chứ. Đây bây giờ mình lấy thuốc xong rồi đây. Đấy xong rồi em Tiến. Dạ. Bà bất nhưng mà nó vui. Dạ vui đúng không anh? Đây cái thứ này. Có nghĩa là ở nhà thì có người nói chuyện, còn lên rừng là chỉ có nói chuyện với khỉ thôi đúng không? Dạ. Thế đây. Dạ. Xong rồi đấy. Hôm nay là cái bọc này là của em đây đúng không? Đây, đúng rồi em, xong rồi đấy. Cái này hôm trước chị đã dặn em rồi Tiến ơi. Dạ dạ. Nhưng mà hôm nay chị dặn lại nhé, em về em đưa cho bà về bà cụ với chị Trang nhé. Dạ dạ. Uống thì dặn lại. Dạ. Đó, rõ là. Cái này là mỗi một gói này về em bảo cụ rửa qua đi xong là cho nước nó ngập thuốc lên đây thế là đun sôi khoảng 3 đến 5 phút là mình uống thay nước một ngày á. Đấy, thì mỗi một gói uống 2 ngày thì mới tận dụng hết chất thuốc. Dạ dạ dạ. Đấy, chỗ này thì uống trong khoảng 30 ngày này, đủ liệu trình. Cứ một bịch là uống 2 ngày, 15 bịch là đủ 30 ngày luôn. Đúng rồi. Còn cái cao này, cao bách thảo là 100 loài thảo dược nấu cô đặc thành cao. Cái này kết hợp vào chữa đau nhức xương khớp rất là tốt đấy. Dạ dạ. Cái hóa. Thế là cái này thì mỗi một lần em bảo bác ấy là cứ cắt một miếng mà đốt ngón tay thôi. Dạ dạ. Một là mình pha ra nước uống. Không thì mình vê tròn để nuốt vào bụng luôn cũng được. Có cách sử dụng rất là cụ thể. Hòa nước cũng được mà vo viên bỏ nhút đúng rồi đúng rồi. Còn đấy cái chai này thì là xoa bóp này. Về và cụ đổ rượu đầy vào đây nhá, khoảng 24 tiếng sau thì mình xoa bóp đều vào cái vùng đau á. Cho nên chị Trang khoái chai này lắm đấy. Tại được hôm trước được bóp rồi thấy nó đỏ nó khỏe rồi đấy. Là lưu thông mạch máu mình uống kết hợp vào thì nhanh khỏi lắm. Nói chung là bác nào uống cũng đều khỏi hết á. Thì chị Trang cũng vừa hướng dẫn sơ qua một lượt cái cách dùng cái này rồi nha. Thì nếu cô bác nào mà chưa rõ thì có thể liên hệ số điện thoại, chị đọc số điện thoại like giùm em ấy chị. Đấy, cái này là đây cả cái nào có nhà thuốc có số địa chỉ, đây là địa chỉ nhà thuốc này với hình ảnh của bà. Dạ. Số điện thoại duy nhất có hai số là 0388322571 là số của bà. Dạ. Với số chị Hà là 0989213 662. Dạ. Đấy, nhà thuốc có thì nói chung là số. Sẽ đi kèm theo một cái tờ giấy như cái này thì này, tờ hướng dẫn rất là cụ thể luôn đấy. Cụ thể rồi. Cái này thì nếu mà mọi người không rõ nữa thì có thể liên hệ trực tiếp đi cho nó đấy. Tiện ha. Thế với mấy số nhiều khi điện thoại. Nói thì không phải là ấy nhưng mà có nhiều người không đọc được. Thôi là nếu mà cứ nghe cái số điện thoại cứ bấm rồi gọi cho nó nhanh. Có người đọc được cũng được không? Một này gặp chị thì chị sẽ tư vấn hoặc gặp bà mà không nên gặp bà với chị tư vấn rõ hơn ha. Ừ đúng rồi thì chị... lần trước thì tặng rồi nhưng là hôm nay là để con trả tiền nha. Đấy cho chị cái dây để buộc anh Tiến này. Thôi thì anh đã có lòng để giúp đỡ những người mảnh đời bất hạnh rồi. Thì anh đã có lòng đi máy bay ra đến tận đây rồi thì nhà thuốc của cô Lan thì cũng chẳng có gì cả cho thôi thì anh có là làm để gửi tiền cho cô nhưng mà cô lại cô nhận rồi cho cô gửi lại cho chị Trang cũng trong gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn đấy. Nhưng lần nào ra cô cũng tặng này con ngại chết rồi lần sau con theo không được lại ví dụ cô cũng chẳng có điều kiện để tặng cho rất nhiều người đâu nhưng mà những cái điều kiện nó quá hoàn cảnh khó khăn đấy thì anh cũng cho cô gửi đến tới tình cảm một ly một like đến cho gia đình cho chị Trang mới lại cho bà uống đây ở góc này dạ dạ ý là bà nói bà nhận rồi nhưng bà tặng lại cho chị Trang rồi mẹ chị đã nói thì chú cứ vui lòng nhận đi cho mẹ chị vui về tốt nhất là cho bà cụ với chị Trang uống khỏi thì gia đình chị mừng rồi chị Trang là trẻ nhưng mà bà cụ lại già quá rồi ngày trước thì tặng cho chị Trang được này cho cả bà cụ phải do hai người uống cho nên lượng thuốc nó thiếu tặng cho bà cụ đấy.
Chứ con nghĩ là chị ra mà uống một mình chị uống là chị khỏi hẳn rồi. Còn cho nên là do có cả mẹ cho nên là nó mới thiếu hụt đi. Chị cũng thương mẹ thì cho chị mẹ uống cùng và được thì lại bớt cái phần của mình đi. Dạ, dạ. Rồi đợt này ra đây lấy thì tôi để cho cô tặng cho bà cụ. Là tặng lại, tặng cho bà cụ tiếp. Đấy, vậy thì con cũng thay mặt mẹ của chị Giang, mấy chị Giang. À, thứ nhất là gửi lời cảm ơn đến bà mấy chị. Dạ, thì cũng thay mặt cho gia đình thì chúc bà mấy chị nhiều sức khỏe cũng như càng ngày càng có nhiều thuốc để phục vụ cho bà con ha. Dạ. Đây xong rồi em. Dạ dạ. Đấy, chắc là trời cũng mưa quá, con cũng xin phép xin thuốc xong là con cũng đi về, và tại chiều nay con cũng đi luôn á. Cậu Dũng lấy cho chú cái túi đi để chú gói. Cái này thì cô Lan cũng không biết để là nói thế nào, tại vì là trời thì trời mưa to mà anh đã có lòng nhiệt tình từ trong miền Nam là ra đến đây để lấy thuốc cho bà rồi. Yeah. Mà anh cô Lan giữ anh ở lại để ăn bữa cơm thân mật với gia đình thì sợ nhỡ tàu xe của anh. Yeah, yeah. Thì thôi thì để dịp nào có điều kiện anh cố gắng bất chút những thời gian vàng ngọc ra đây để ăn. Bà nói vàng ngọc còn nhẹ quá. À, để dịp nào đi con ra vào thời gian nó rộng rộng một chút xíu á. Để con ở lại ăn cơm với bà với chị Hà. Đó thì cứ bảo là cô mời, nhưng mà lại mời xong cô mời là mời chân thành. Dạ, dạ. Bây giờ con, nó không khổ như ngày xưa đâu. Con còn ra đi quay dài dài mà. Ừ, đây chị gọi dạ, dạ. Gói này cho cẩn thận thôi. Dạ. Gói này trời mưa nó không lo. Dạ, dạ. Cái này con bỏ lên máy bay rồi còn không bùm thêm gì nữa. Ừ, dạ. Thế thì con cũng cảm ơn bà với chị lần nữa ha. Dạ, thôi con cũng xin phép. Dạ. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn. Dạ, trước khi về bắt tay bà chị gái. Bắt tay bà gái. Dạ, dạ. Thôi con cảm ơn nhiều ha. Rồi, chúc em thượng độ bình an nhé. Dạ, dạ. Ô, quên em lấy cái mic ha. À, dạ, dạ. Thôi, có dịp nào là con ra con thăm bà với chị sau. Dạ. Thôi em về anh Dũng ơi. Dạ, chào anh nha. Nó bắt tay anh cái là. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Hôm nay mình tới thăm gia đình cô Lan các bạn, được cô tặng thuốc về cho chị Giang thì mình cũng cực kỳ là vui mừng luôn. Cho nên là cũng chúc cho cô mấy chị có nhiều sức khỏe. Rồi có dịp nào ra thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người cùng coi. Bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha. Sớm con về nha. Dạ dạ, con chào. Dạ dạ dạ. Mưa quá trời mưa.